Mời quý vị và bà con đến với chuyên mục Nông dân Điện Biên của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chuyên mục hôm nay chúng tôi đề cập Hội Nông dân huyện Tùa Chùa đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Tiếp đó là phóng sự chủ động chuyển đổi cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Cuối chuyên mục phản ánh hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi trồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và bà con, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân huyện Tùa Chùa chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, giúp hội viên nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Phóng sự sau đây là những ghi nhận của chúng tôi. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, những năm qua, Hội Nông dân huyện Tùa Chùa luôn tích cực chỉ đạo cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Để phong trào thực sự lan tỏa và có chiều sâu, hàng năm, các cấp hội nông dân trên địa bàn đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, tổ chức tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình trình diễn, cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo mọi điều kiện để hội viên đẩy mạnh phát triển sản xuất. Nếu trước đây, hầu hết các gia đình hội viên làm ăn theo phương thức nhỏ lẻ, manh mún, tự cung tự cấp, thì đến nay nhiều hộ nông dân ở Tùa Chùa đã mạnh dạn đưa vào sản xuất chăn nuôi những loại cây con giống có giá trị kinh tế cao theo hướng hàng hóa. Trong những năm qua thì Hội Nông dân huyện Tùa Chùa luôn luôn quan tâm đến các phong trào của nông dân, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Thì Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch hàng năm và chỉ đạo hội nông dân 12 cơ sở xã thị trấn triển khai những hội viên và nông dân để tạo thành phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Và trong những năm qua thì Hội Nông dân huyện Tùa Chùa đã triển khai và đã có nhiều hội viên nông dân tham gia là hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Hội Nông dân các cấp ở huyện Tùa Chùa luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng ban đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn hội viên thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, ngày càng xuất hiện nhiều hơn các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp hội nông dân huyện Tùa Chùa còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên vay sản xuất chăn nuôi. Năm 2015, gia đình bà Lò Thị Thiệu được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tùa Chùa để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ biết sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, từ một trong những hộ khó khăn nhất ở bản Tân Phong, đến nay gia đình bà Thiệu đã vươn lên trở thành hộ có thu nhập ổn định và thoát được đói nghèo. Giờ có Ngân hàng Chính sách cho tôi vay, tôi mới có nguồn vốn để mua con giống này xây chuồng trại để phát triển. Việc triển khai các chính sách tín dụng của chính phủ thông qua hoạt động ủy thác với các cấp hội đoàn thể đã giúp cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Tùa Chùa có điều kiện phát triển sản xuất thoát nghèo bền vững. Thậm chí, nhiều hộ đã trở thành những điển hình sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Những năm qua thì đã giúp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện phát triển được kinh tế xã hội và ổn định được cái cuộc sống gia đình. Và từ đó thì cũng góp phần nâng cao giúp cho hộ nghèo có ý thức tự lực vươn lên. Đây là mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm kết hợp với trồng rừng của gia đình ông Mùa A Trinh, thôn Cáng Tỉ, xã Xín Trải, huyện Tùa Chùa. Năm 2016, gia đình ông được vay vốn theo chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất của hội. Bằng sự cần cù chịu khó, đến nay gia đình ông Trinh đã có gần 20 con trâu bò, thu nhập mỗi năm đạt trên 70 triệu đồng khi đã trừ chi phí. Rồi anh kiểu vay 40 triệu, anh mua cái họ này thì không có đá, ba đất, ba con bò giống nuôi để ra thì nó đã phát triển, nó là nuôi phát triển ngay ở chỗ nuôi, cho nó đủ ăn.
cho con cái được học. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Tùa Chùa còn chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn tập trung giảm nghèo có địa chỉ một cách bền vững với nhiều giải pháp cụ thể như hỗ trợ vốn giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tổ chức các hội thảo chuyên đề tư vấn về thức ăn gia súc, sử dụng phân bón, tìm thị trường tiêu thụ nông sản làm ra, tạo cơ hội đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân. Về cái thế mạnh của địa phương thì chủ yếu là về sản xuất trồng trọt và chăn nuôi là chủ yếu. Vì ở cái vùng nông thôn thì chủ yếu là những cái lĩnh vực trồng trọt là chính. Thì hiện nay là có cái ví dụ như là cha nuôi gia súc gia cầm, rồi là cái trồng trọt hiện nay là có cái phát triển nhất là cái cây chè Tuyết Sa, xã Xin Trải thì cũng đã có nhiều hộ thoát nghèo từ những cái cây chè cây cao. Thì tính giá bình quân hiện nay là cái 1 kg mít tươi là dao động được khoảng 50-70 nghìn một cân. Cuốn đấy thì cái thu nhập của bà con đã ổn định và đã từng bước là nâng cao cái đời sống cho bà con nông dân. Có thể thấy được rằng các phong trào thi đua phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của Hội Nông dân huyện Tùa Chùa đã mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần mà còn góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Tùa Chùa tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội cơ sở, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều hộ nông dân ở tỉnh ta đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp, nương rẫy bạc màu và chuyển đổi diện tích cây nông nghiệp ngắn ngày kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả để nâng cao thu nhập. Phóng sự sau đây được phóng viên chuyên mục thực hiện tại huyện Điện Biên và Mường Ảng sẽ cho thấy những tín hiệu đáng mừng của sự chuyển đổi này. Trước năm 2010, toàn bộ diện tích đất sản xuất của gia đình ông Tòng Văn Yên, bản Hồng Lách Cang, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, chủ yếu trồng ngô và sắn, cho thu nhập thấp. Cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn. Năm 2010, vợ chồng ông quyết định vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện để đầu tư trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi. Hiện nay, gia đình ông Yên đã trồng được trên 400 gốc bưởi da xanh, bưởi diễn, cam. Theo ông Yên chia sẻ, thì thu nhập từ mô hình kinh tế của gia đình hiện nay đã vượt quá cả sự mong đợi ban đầu. Hạch toán sau khi đã trừ toàn bộ các khoản chi phí, trung bình mỗi năm, gia đình ông có thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Trước kia là gia đình tôi là vườn tạp, thế là tôi phá những các cây không có giá trị về kinh tế, thì được cán bộ khuyến nông khuyến lâm xã tuyên truyền về dòng bưởi da xanh, bưởi diễn, thì mấy năm gần đây thì gia đình đã dòng và theo cái hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông khuyến lâm, cũng cách đây là cũng gần chục năm rồi. So với trước kia thì cái tình hình phát triển kinh tế của gia đình là tạm ổn, cũng mua sắm được các cái đồ dùng đắt tiền. Cũng giống như gia đình ông Yên, cách đây 3 năm, gia đình ông Đinh Công Lượng, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng ổi lê Đài Loan. Đây là giống ổi mới có đặc tính giòn, ngọt, năng suất cao. Từ 100 gốc ổi về trồng thử nghiệm ban đầu, đến nay gia đình ông Lượng mở rộng phát triển lên hơn 900 gốc, tương đương với diện tích gần 6.000 m2. Trong quá trình trồng lúa nước, nó không đảm bảo về nước tưới cho đồng ruộng lên. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu trên mạng xã hội, thì thấy cái mô hình trồng ổi ở dưới miền xuôi nó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thì bước đầu thì bản thân tôi cũng trồng hơn 100 gốc. Sau đó là thấy lợi ích nó cũng cao hơn trồng lúa gấp 3-4 lần. Thì tôi đã chuyển đổi từ mô hình trồng lúa sang trồng ổi để đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Ở xã Nong Luống, huyện Điện Biên, ông Quảng Văn Phích được biết đến là một trong những người đầu tiên đưa cây bưởi diễn, bưởi Mỹ bén duyên với mảnh đất này.
năm 2008, tìm hiểu được biết ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam có bán giống bưởi diễn cho năng suất và chất lượng cao. Ông Phích đã lặn lội xuống tận nơi mua cây giống về trồng thử. Qua một vài vụ thực tế thấy được hiệu quả của loại cây trồng mới này, ông không ngần ngại dồn hết nguồn lực của gia đình và vay thêm vốn để mở rộng diện tích. Đến nay, vườn bưởi của gia đình ông đã có trên 1.000 gốc. Có chủ trương nhà nước thay đổi cơ cấu cây trồng. Tôi năm 2008, tôi mới thay đổi đi tận Hà Nội để mua cây giống này. Đầu tiên không có tiền, hai vợ chồng tìm đến mua được 20 cây. Thế là mang về tôi mới trồng được sau 5 năm có quả được ăn, nó ngon rồi tôi mới phát triển thêm. Cứ nhân ra cho đến bây giờ thì có là tất cả các loại đều cũng là 1.000 cây. Cũng như nhiều hộ dân ở huyện Mường Ảng, nguồn thu nhập chính của gia đình bà Ngân trước đây chủ yếu từ cây cà phê. Tuy nhiên, trước tình trạng cà phê liên tục mất giá, từ năm 2016, bà Ngân đã chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả như bưởi da xanh, bưởi Thái Lan, xoài Đài Loan. Hiện nay, gia đình bà có hơn 4 hectare cây ăn quả, trong đó nhiều diện tích đã cho thu hoạch 1 đến 2 vụ. Cà phê nó cũng mấy năm nay nó cũng khó khăn nên là chuyển đổi cây bưởi thì nếu mà tính ra với các giá trị mà đầu cây trên hắt ấy, thì là nếu mà cái đầu ra mà nó ổn định thì hơn cà phê. Đấy, với cái thứ hai nữa là mình trồng bưởi xong rồi bên dưới mình chăn nuôi gà vịt các thứ thoải mái. Hiện xã Ảng Nưa có gần 30 hộ chuyển đổi sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao với diện tích hơn 20 hectare, trong đó chủ yếu mới triển khai trồng trong năm 2019 và 2020. Các hộ trồng cây ăn quả đều được cán bộ khuyến nông huyện hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cây phát triển tốt, cho quả, đảm bảo chất lượng. Hiện nhiều diện tích đã cho thu hoạch với năng suất sản lượng khá cao. Được hỗ trợ trồng cây ăn quả cho các hộ có điều kiện kinh tế chuyển từ trồng cây cà phê kém hiệu quả sang trồng cây có ăn quả có giá trị kinh tế cao thì trong những năm qua thì xã Ảng Nưa được hơn 20 ha. Vâng, thì cái hiện nay thì hiệu quả của cây trồng thì đang phát triển tốt. Huyện Mường Ảng có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 44.000 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp hơn 41.000 ha. Là huyện nằm trong khu vực có khí hậu phù hợp để phát triển một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế. Bởi vậy, huyện đã xác định việc phát triển trồng cây ăn quả thành vùng nguyên liệu thực sự tạo ra sản phẩm hàng hóa. Hiện toàn huyện có khoảng 300 ha cây ăn quả, chủ yếu là bưởi da xanh, xoài Đài Loan, cam và chanh leo. Giai đoạn 2021-2025, huyện Mường Ảng sẽ giảm dần diện tích cà phê già cỗi kém hiệu quả sang chuyển đổi phát triển cây ăn quả với diện tích trên dưới 1.000 ha. Việc trồng cây ăn quả sẽ được tổ chức theo hướng tập trung, tạo ra những sản phẩm chủ lực có sản lượng lớn, liên kết theo vùng và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Sẽ tập trung phát triển vùng cây ăn quả của huyện Mường Ảng thành vùng trọng điểm của tỉnh Điện Biên. Đấy, và làm sao đến năm 2025 thì diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện được đạt khoảng trên dưới 1.000 ha. Và để làm được việc đó thì Ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn là tăng cường công tác là tập huấn để nâng cao năng lực cho bà con, đặc biệt là công tác chăm sóc và tiến hành là nâng cao cái nhận thức cho bà con về công tác là sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hữu cơ để làm sao mà trong giai đoạn tới huyện Mường Ảng sẽ tạo thành những vùng mà để làm đảm bảo được cái tiêu thụ sản phẩm cho bà con một cách hiệu quả nhất. Theo đánh giá bước đầu, hầu hết diện tích cây ăn quả được trồng chuyển đổi từ diện tích vườn tạp và đất lúa kém hiệu quả đều sinh trưởng và phát triển tốt. Thành công từ mô hình trồng cây ăn quả của nhiều gia đình ở huyện Điện Biên và Mường Ảng không những đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần từng bước thay đổi nhận thức, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của bà con.
Bà con và quý vị thân mến, những năm gần đây, hình thức nuôi trâu sinh sản được bà con nông dân áp dụng khá phổ biến. Điều đáng mừng là cách làm này được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp được khá nhiều bà con nông dân vươn lên thoát nghèo. Và phần cuối chuyên mục ngày hôm nay giới thiệu cách làm này tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên để bà con cùng tham khảo. Xã Thanh Yên, huyện Điện Biên là xã thuần nông. Con trâu từ lâu vẫn được xem là đầu cơ nghiệp, không chỉ bởi giúp người nông dân sức kéo mà còn là khối tài sản lớn của mỗi gia đình. Nuôi trâu khá đơn giản, thức ăn chủ yếu là các loại cỏ có sẵn trong tự nhiên và phụ phẩm nông nghiệp. Do vậy, hầu hết mỗi hộ đều có ít nhất một con trâu sinh sản. Con trâu có ý nghĩa là với gia đình là nó cũng là tài sản của gia đình. Cũng trông nhìn làm nông dân này cũng trông chờ nhìn con trâu thôi, hàng ngày cũng đi chăn trâu, tối về thì đang cho về. Em thì bắt những cái con trâu bé này nuôi vỗ cho nó to béo lên 2-3 năm thì em lại bán, em lại mua con khác về nuôi. Cũng có hơn chăn nuôi gà một tí thôi, lợn gà vì bây giờ dịch gì thì lại nuôi trâu thôi. Vì có giá trị kinh tế cao, nuôi trâu giờ đây không chỉ đơn thuần để lấy sức cày kéo, mà hiện nay nhiều gia đình đã xác định nuôi trâu sinh sản để phát triển kinh tế. Trâu cái 3 tuổi có thể cho sinh sản lứa đầu tiên. Nếu được chăm sóc tốt, 1,5 năm sau khi sinh lứa đầu, trâu mẹ có thể cho lứa nghé tiếp theo. Một con nghé từ 10 đến 12 tháng tuổi đã có thể bán giống với giá từ 10 đến 15 triệu đồng, tùy theo con đực hay con cái. Thường thì nghé cái sẽ có giá bán cao hơn. Toàn bộ tài sản của mình là đa số là cũng nằm vào con trâu. Vì trước thì mình còn nuôi lợn, nuôi niếc được thì bây giờ lợn niếc thì không nuôi được. Mình tập trung vào nuôi trâu. Trâu thì nói chung là ít, cũng ít bệnh tật. Vì mình chủ động trước là nó con nào nó ốm hay nó đau thì mình chăm sóc được tốt, tiêm phòng được kịp thời. Cho nên là mình cứ phải lúc nào cũng phải duy trì xem thứ nhất là nguồn thức ăn rơm rạ để cho cháu ăn. Như nhà tôi thì nếu mà được 2 con bê thì 1 năm thì cũng nuôi 1 năm thì nó cũng phải tầm trên dưới 40 triệu. Do nhu cầu thị trường trâu giống ngày càng tăng, mô hình nuôi trâu sinh sản được bà con nông dân ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh phát triển mạnh. Tùy theo điều kiện và kinh nghiệm chăn nuôi mà mỗi hộ lại lựa chọn phát triển đàn trâu sinh sản với quy mô khác nhau. Với giá trị kinh tế cao, nuôi trâu đang là lựa chọn hàng đầu của bà con nông dân. Nuôi trâu sinh sản và nuôi trâu thịt là hướng đi tốt giúp bà con nông dân từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất mình đang sinh sống. Chuyên mục Nông dân Điện Biên của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi.